Giờ mình và mẹ sẽ làm món lòng nướng. Bây giờ mình nhúng lửa lên, lòng gà nè, nhúng lửa lên nhé cả nhà. Nhúng lửa lên bắt đầu nướng. Rồi giới thiệu đi. Đâu, em lại ngồi chỗ bà nậu kia. Đi đi. Rồi, bây giờ mình nướng nướng lòng gà. Đừng. Đặt cái trúng nậu gì đâu. Lòng gà, lòng heo với lòng xà, lòng gà, lòng heo. Nào ấy, đừng đứng đi cua canh cho. Đâu, nướng đâu mà nấu con canh cho cái đuôi nữa chứ. Cầm chi cho nó mỏng. Cột sâu cho chi vậy? Đừng. Đừng có mớ. Thần thấp 24 ngày sinh tồn trong vườn nhà. Em với mẹ với bé này nướng nướng lòng. Đó. Tuyệt vời không? Mà món ăn nhà làm. Đó, hai bà cháu ngồi nướng lòng. Bữa nào làm món gì nữa? Cái mê nó kêu ạ. Đã tắt màn hình.
Bà nào làm món trứng nướng nha. Quy đâu nó ai nổ? Nhà đẹp, câu chiếu. Nhà 2 tầng thiết kế hiện đại 3 phòng ngủ diện tích 4m x 12,2m. Món lòng nướng rất hấp dẫn. Bữa nào là món... món trứng nướng nữa y bài luôn. Đây. Đem mày đầu vô. Làm trứng nướng bọc đất ơi. Nè nó cứ bung chạy đi cái sao khả năng. Bung chạy đi cái sao chạy đi khả năng. Quay cô gì vậy? Đã tắt màn hình. Khả năng. Lấy cái ba cục xăng mà đi rớt đường hết. Nấu tiếng nhất ấy rồi ạ. Em nướng thế nào? Đó. Bà về làm cùng. Đúng là ít mọc đâu mà dừa đâu đây. Dí ngò tan. Nấu lắc mà. Vậy mà nó chim đậu vô ơi. Tính tôi nướng cho nó giòn giòn. Giòn. Được, bởi tôi nướng được mà giòn. Mô phạt. Cho này đi làm. Nó nhấc lên nóng lên ăn. Đó. Mấy bà cháu đang nướng. Món lòng nướng xong rồi bữa nào làm nướng trứng nướng đất sét. Bữa nào mua ốc cái gì nướng không? Gần chín chưa các đầu bếp. Đó. Đầu bếp ăn thử đi. Hôm sau bà làm trứng bọc đất cho nó nổ cái bông xong chạy ủ quá. Idol bạn đây mới cho vô nhớ nói tầm bậy. Chưa ăn đâu. Em dạ đó nói vậy mà. Dạ đó nói vậy à. Dạ ai ăn
Xin chào cả nhà, hôm nay cùng nấu món ăn quay vườn, sinh tồn quay vườn. Em mà sinh tồn nữa không nào? Dạ chó. Dạ. Giờ xét ra hả? Cái này là cái ổi cả nhà. Đó. Giờ xách ra. Hôm nay sinh tồn ngoài vườn mình cùng với mẹ và mấy cháu cùng làm món ăn ngoài vườn. Đang nướng. Chín chưa? Rất hấp dẫn cả nhà. Đó. Thơm quá. Rất thơm và hấp dẫn. Bà đi lấy ấy. Hôm nay sinh tồn ngoài vườn mình cùng với mẹ và mấy cháu cùng làm món ăn ngoài vườn. Nướng cơ bánh tráng là y bài luôn. Đứng đây chào các bạn đi. Lại người đây. Bờ bánh. Cầm hai bánh mà bỏ đi nữa. Cắt cái phần nơn nữa. Con cắt ra cái đuôi mà cũng cắt phần nơn. Mẹ ấm sợ ấm nước dưới cao mẹ.
về nướng bánh. Thơm thơm mà thơm, hấp dẫn hấp dẫn. Để cho chín thêm. Nướng đây xong bưng vô kia thưởng thức như cả nhà. Tại vì trong vườn nhà thì mình đi đâu đâu cũng được. Giờ nhắc ra chuẩn bị thưởng thức. Giờ nướng bánh nữa. Đây có rau sống mà ngon á. Mình có rau sống mà. Nãy quên mua vài ngàn rau sống. Mà con chút thịt đây. Mẹ không, đậu với mẹ ăn ơi, đậu ăn thịt. Em không. Sao nói? Cầm món. Thì ông ăn thịt cho con mẹ ăn cái, em không biết gì đâu. Đậu mẹ ăn ơi, đậu ăn thịt cho. À, giờ bắt đầu ăn cả nhà, bắt đầu thưởng thức. Chị, anh ngay. Anh ngay. Cầm lao. Ngon không? Hấp dẫn không? Rất là ngon và hấp dẫn. Rất là ngon.
Rồi video em đến đây là kết thúc nha cả nhà. Thương thức đã xong, bây giờ video kết thúc. Bye gì khán giả đây. Nổi tiếng rồi ạ. Lên TV.